Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 16 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bạo loạn đòi lật đổ cộng sản ở Cuba, lời cảnh báo cho chế độ độc tài Ba Đình. Biểu tình ở Cuba đã lan sang ngày thứ ba mà chưa có dấu hiệu lắng xuống. Chuyện biểu tình ở nước dân chủ là rất bình thường. Nó là quyền cơ bản của người dân. Tuy nhiên, tại các nước cộng sản thì lại khác. Mỗi khi biểu tình ở quốc gia cộng sản thì chế độ độc tài sẽ lâm nguy. Và vì sao lại như vậy? Vì biểu tình ở nước dân chủ chỉ là phản đối một chính sách nào đó của chính quyền là xong. Nhưng biểu tình ở nước cộng sản là biểu tình chống lại chế độ thối nát. Tình hình biểu tình ở Cuba cho thấy người dân đã quá bất mãn với sự thối nát của chế độ độc tài tại Cuba. Hiện nay người dân nước này cần thay đổi. Chính quyền cộng sản khắp nơi trên thế giới đều đối phó với dân bằng một cách như nhau, đó là vu khống, chụp mũ, bắt bớ và trả thù hèn hạ. Cộng sản Cuba cũng như vậy, cũng chẳng khác gì như cộng sản Việt Nam cả. Được biết hiện nay, chính quyền của Đảng Cộng sản Cuba đã cho bắt giữ nhiều người biểu tình, mặc dù họ biểu tình rất ôn hòa. Các nguồn tin từ giới truyền thông và phe đối lập nói hàng chục người đã bị bắt ở Cuba sau khi hàng nghìn người tham gia cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều thập kỷ, chống lại chính quyền cộng sản của hòn đảo này. Đây là hình ảnh biểu tình diễn ra khắp nơi tại Cuba. Người dân Cuba phẫn nộ trước sự sụp đổ của nền kinh tế, tình trạng thiếu lương thực và thuốc men, giá cả tăng đột biến và cách chính phủ đối phó với đại dịch COVID-19. Các cuộc biểu tình đã gây chú ý vì những người phản đối phê phán chính phủ phải đối mặt với hình phạt khắc nghiệt do họ bất đồng chính kiến với chính quyền. Ông chủ tịch nước của hòn đảo này đã kêu gọi những người ủng hộ ông chiến đấu chống lại những người biểu tình. Thực chất, cái gọi là những người ủng hộ là công an và quân đội đóng giả thường dân, chứ hầu như không có người dân nào lại ủng hộ một chính quyền thối nát áp bức dân nghèo như chính quyền cộng sản Cuba cả. Và một chính quyền cứ tự xưng hô là do dân, vì dân và gì cái gì mà lại không lo cho dân, không có thuốc men cho dân, không có tự do cho người dân. Một chính quyền của dân, cho dân và vì dân gì mà không cho dân con đường sống đến như vậy. Và những tương đồng giữa Cuba và Việt Nam đã được dư luận đánh giá. Là những người biểu tình thì hô to, tự do và đào đảo chế độ độc tài, trong khi các cuộc biểu tình khắp Cuba, bao gồm cả thủ đô Havana. Những người biểu tình nói, chúng tôi không sợ hãi, chúng tôi muốn có sự thay đổi, chúng tôi không muốn có thêm bất kỳ chế độ độc tài nào nữa. Nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình rầm rộ là từ đại dịch COVID-19 làm bộc lộ những yếu kém của chính quyền độc tài và từ đó biểu tình đã bùng nổ. Hiện nay tại Việt Nam, người dân cũng đang phải cực khổ đối phó với đại dịch và họ cũng rất khổ cực bởi những cấm đoán phi lý của chính quyền cộng sản. Hoàn toàn rất giống nhau như thế, nhưng Cuba có biểu tình rộng khắp, còn Việt Nam thì sao? Việt Nam có biểu tình như vậy hay không là câu hỏi cũng được đặt ra. Theo hãng tin Reuters cho biết, những người biểu tình chống chính phủ đã bị lực lượng an ninh bắt giữ với sự hỗ trợ của các cảnh sát vận mặc thường phục. Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy lực lượng an ninh đang giam giữ, đánh đập và xịt hơi cay vào một số người biểu tình. Đã có những ghi nhận về sự cố mất điện và cúp mạng trên khắp hòn đảo này. Một nhiếp gia ảnh của tờ báo Pháp đã bị thương sau cuộc chạm trán với lực lượng an ninh. Đây là hình ảnh bạo loạn và trấn áp. Người Việt Nam cũng đã từng biểu tình chứ không phải là người Việt Nam không biết. Khi cái đói ập đến mà chính quyền lại tỏ ra bất lực thì rất dễ dẫn đến tình trạng chống đối. Việt Nam và Cuba có một số chung là quốc gia cộng sản. Có nhiều điểm tương đồng, vì vậy khi Cuba bùng nổ biểu tình thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể không lo sợ. Thời của Fidel Castro và Raul Castro đã qua. Thời của những người kế nhiệm là thời kỳ tăm tối của chế độ độc tài này. Và để đối phó với tình hình bất ổn hiếm khi xảy ra này, Chủ tịch nước Cuba Castro đã phát biểu trước toàn quốc trong một chương trình phát sóng trên đài truyền hình và đổ lỗi cho Mỹ về tình trạng hỗn loạn. Ông gọi các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ giáng lên Cuba đã được áp dụng dưới nhiều hình thức khác nhau kể từ năm 1962 là một chính sách bóp nghẹt kinh tế. Ông Kent cũng nói người biểu tình là lính đánh thuê được Mỹ trả tiền để gây bất ổn nội bộ đất nước, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ ông ra ngoài và bảo vệ cuộc cách mạng, ngụ ý là cuộc nổi dậy vào năm 1959 mở ra sự cai trị của Đảng Cộng sản. Và càng ác thì càng phải trả giá cao. Ông Chủ tịch Cuba Castro đã xúi quân đội và công an và cả những người giả dạng dân thường rằng
lệnh chiến đấu đã được truyền đi, hãy xuống đường hỡi các nhà cách mạng. Lệnh chiến đấu ban ra thì xem như những hành động tắm máu của lực lượng trung thành với chế độ đã được đảm bảo. Trên thế giới, những nhà độc tài sắt máu đều có cái chết bi thảm nhưng không bao giờ trường tồn cho được. Người Cộng sản luôn có lòng tham không đáy. Giống như Việt Nam, họ đã cai trị trong suốt 76 năm mang đến vô vàn mất mát cho người dân cả nước. Từ mất mát sinh mạng đến mất mát quyền tự do và mất mát quyền lợi kinh tế, tài sản. Tuy nhiên, cho đến nay, người dân Việt Nam đã quá chán ngán với chế độ độc tài này rồi. Lời kêu gọi chiến đấu ở Cuba rất dễ đẩy quốc đảo này ngập trong các cuộc tắm máu man rợ. Mỹ, quốc gia có lịch sử chống lại Đảng Cộng sản Cuba lâu đời, họ nói họ đứng về phía người dân Cuba, đồng thời kêu gọi những người trong chính phủ kiềm chế bạo lực và lắng nghe người dân. Đây là hình ảnh đã có đổ máu. Nước Mỹ là nước dân chủ, nơi này đã tôn trọng quyền con người. Chính vì vậy họ sẽ ủng hộ quyền lựa chọn của người dân. Nước đó chỉ có những nước độc tài như Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam, Cuba mới ủng hộ chính quyền Cộng sản và đặc biệt Cộng sản Cuba. Các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu từ một cuộc biểu tình ở thành phố San Antonio, phía tây nam của thủ đô Havana, nhưng ngay sau đó đã lan rộng ra khắp cả nước. Nhiều cuộc biểu tình được phát động phát trực tiếp trên các mạng xã hội, trong đó cho thấy những người xuống đường hô khẩu hiệu chống chính phủ và tổng thống, đồng thời kêu gọi thay đổi. Và Việt Nam cũng cần có phong trào như vậy, vì đất nước Việt Nam mới có thể hùng mạnh cho được. Những gì mà Đảng Cộng sản đang gây nên đối với Việt Nam thì dân tộc này đã chịu đựng và mất mát quá lớn. Người dân Việt Nam cũng cần nhìn sang Cuba để học tập. Một dân tộc hàng trăm triệu dân không thể cứ mãi đầu hàng một cái đảng độc tài và ích kỷ để nó ngồi lên đầu, lên cổ, cai trị như vậy cho được. Đến tất cả người dân mà đồng lòng thì cảnh sát nào cũng khó mà đối phó. Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy một số người đã lật tung xe cảnh sát và cướp phá một số cửa hàng quốc doanh niêm yết giá hàng hóa bằng ngoại tệ. Đối với nhiều người dân Cuba thì những cửa hàng này là nơi duy nhất để họ có thể mua những nhu yếu phẩm cơ bản nhưng giá cả lại rất cao. Tương tự như Việt Nam, của những người có quyền chức đã bảo kê cho những doanh nghiệp thân hữu hoặc doanh nghiệp nhà nước nhập hàng về rồi sau đó bán cho người dân với giá cắt cổ. Kêu gọi tự do và đào đảo chủ nghĩa cộng sản có thể được coi là vô vị ở những nơi khác trên thế giới, nhưng làm như vậy trên hòn đảo do Đảng Cộng sản kiểm soát chặt chẽ có thể dễ dàng đưa người dân vào tù. Tuy nhiên, ngày nay người dân đã không còn biết sợ nữa. Đây là hình ảnh người dân Cuba rất đồng lòng. Việc người dân dám làm như vậy ở các thị trấn nhỏ, nơi họ có thể dễ dàng bị chính quyền cộng sản điểm mặt cho thấy mức độ bất bình đã thúc đẩy các cuộc biểu tình này đến mức như thế nào. Nền kinh tế Cuba đang vật lộn, du lịch, một trong những lĩnh vực quan trọng nhất đã bị tàn phá bởi những hạn chế đi lại trong đại dịch COVID-19. Thời đại thế giới đã phát triển vượt bậc, cuộc sống hiện đại phủ kín toàn cầu. Vậy mà cho đến bây giờ, chính quyền của Đảng Cộng sản Cuba vẫn để người dân ngập ngụa trong đói nghèo. Một khi sức dân nổi lên thì cảnh sát quân đội cũng chảo thua, không có một nhà nước độc tài toàn trị nào vững bền cả. Đó là lời cảnh báo cho chính quyền Cộng sản Cuba và cho cả chính quyền Cộng sản tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 16 tháng 7 năm 2021 với bản tin Bạo loạn đòi lật đổ Cộng sản ở Cuba, lời cảnh cáo cho chế độ độc tài tại Ba Đình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.